Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Thiên Quan Tứ Phúc. Hôm nay là mình sẽ sang cái quyển 4 của truyện nha. Nói thật có là cứ mỗi lần mà đọc về cái những cái đoạn quá khứ thì thật sự là Lãm không có muốn đọc tí nào á, tại vì nó rất là buồn. Nhưng mà nếu như mà mình không đọc á thì mình sẽ không có biết hết được những cái gì mà Hoa Tạ đã trải qua, nên là bắt buộc là mình phải đọc. Và cái phần này là phần nói về quá khứ nên nó sẽ không có tiếp nối với cái tập 65 ngày hôm qua nha mọi người. Quyển 4 á, nó sẽ có tên là Bạch Y Họa Thế. Xin mời các bạn nghe truyện Thiên Quan Tứ Phúc chương 66. Nỗi kinh hãi khiến mồ hôi chảy ướt cả thân áo, y ngồi bật dậy, hai tay run rẩy ôm lấy mặt. Nguyên nhân làm cho tỉnh giấc đó là gặp một cái giấc mơ. Trong mộng y thấy cái cảnh phụ dương cùng mẫu hậu treo cổ từ vận, nét mặt không vui mừng không sầu muộn, nước mắt đã rơi cạn trên gò má, thẫn thờ mà chuẩn bị giải lụa trắng. Tạ Liên mới đầu vào thì bất ngờ nhìn thấy cái gương mặt buồn vui trước mặt, thấy Bạch Y Nhân nhìn mình cười gằn, trong lòng kinh hoảng vội vàng nắm lấy cái giải lụa, từng trận nghẹt thở kéo tới. Đúng lúc này y liền mở mắt. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, bên ngoài truyền tới một cái âm thanh: "Điện hạ, huynh đã tỉnh chưa?" Tạ Liên thuận miệng đáp: "Đã tỉnh." Thở dốc kịch liệt một hồi, Tạ Liên phát hiện mình chẳng hề nằm ở trên giường, dưới thân chỉ lót một tấm chiếu cối. Tuy rằng để rất nhiều rơm rạ mềm mại dị thường, nhưng đối với y thì chẳng dễ chịu chút nào, vẫn chưa thể quen nằm ngủ chỗ tạm bợ như vậy. Nơi đây cũng không phải là khách điếm cung điện, mà là một gian miếu thái tử cũ nát. Chỗ y nằm chính là hậu điện đổ nát được dọn sạch sẽ. Người mới gọi Tạ Liên vậy mà lại là Phong Tính. Hắn từ sáng sớm đã đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa về vội dục y dậy ăn cơm. Tạ Liên đáp lại, bò người dậy. Cảm giác nghẹt thở trong mộng quá chân thật, cánh tay không tự chủ mà so cần cổ. Y muốn xác nhận xem có cái vết hằn vết thương nào hay không, ai ngờ lại thực sự là sờ được một thứ. Tạ Liên cả kinh, vội túm lấy cái gương lăn lóc ở trên mặt đất, cầm lên soi một lần. Thấy được chú gông màu đen ở trên cần cổ trắng nõn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gông nguyền rủa, ngón tay Tạ Liên khẽ khàng một vuốt cái vật này. Một khi bị dán thành phàm nhân, ngoại trừ sống thọ hơn người thường, cũng không có nhiều đặc điểm gì. Nhưng thời điểm quân Ngô hạ chú lên người của y, vẫn còn hạ thủ lưu tình, cấp cho y một con đường sống. Gông nguyền rủa này tuy rằng phong bế pháp lực, nhưng đồng thời cũng giữ nguyên cả tuổi tác lẫn cơ thể, khiến cho y bất lão bất tử. Đồng thời quân Ngô cũng đã nói rõ, nếu như đệ có thể phi thăng lần thứ hai thì mọi việc trước kia xem như xóa bỏ, đệ cũng có thể lấy nó xuống. Nhưng hiện tại có vật này đeo ở trên người, chẳng khác nào là một phạm nhân bị khắc cái chữ trên mặt, hoàn toàn là sỉ nhục khắc cốt ghi tâm. Nghĩ tới đây, Tạ Liên đưa tay tìm Nhược Gia Lăng định quấn lên đầu. Lúc này Nhược Gia Lăng chợt nhớ tới cái cảm giác chậm rãi khó thở trong mộng, do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn là đem nó quấn lên, bọc cẩn thận cái cần cổ và nửa cái gương mặt, xong mới là đi ra ngoài. Phong Tính và Mậu Tình đứng chờ ở bên ngoài cửa. Phong Tính mang màn thầu nóng hôi hổi trở về, Mậu Tình đứng cạnh ung dung thông thả nhấm nháp. Phong Tính đưa cho y hai cái, nhưng Tạ Liên nhìn thấy cái thứ thô kệch được làm từ bột kia, liền không có muốn ăn, lắc đầu từ chối. Phong Tính nói, điện hạ, dù gì sáng sớm cũng phải ăn một chút, sau đó chúng ta còn phải ra ngoài làm, ngồi yên bất động như bây giờ chẳng giải quyết được gì đâu. Mậu Tình không thèm nâng mi mắt lên mà nhìn. Đúng vậy, không ăn cái này thì chẳng còn gì để ăn đâu, ăn đi không lại ngất bây giờ. Phong Tính trừng hắn mà nói, ngươi nói năng cái kiểu gì đấy? Tạ Liên đã phi thăng mấy năm, từ lâu đã quên mất cái tư vị ăn cơm là gì rồi. Trước đó vài ngày còn suýt nữa hôn mê, lúc ấy nhớ lại thì ra y đã 3-4 ngày không có nuốt một hạt cơm. Mậu Tình nói câu này cũng không có sai. Tạ Liên không muốn hai người mới sáng sớm đã đấu võ mồm, bèn chuyển đề tài mà nói, đi thôi nào, hôm nay không biết sẽ kiếm được việc gì không đây. Tạ Liên lúc trước là thái tử Kim Chi Ngọc Diệp, thân thể còn là của tiên nhân, không dính một chút bụi trần, đương nhiên chẳng cần lo lắng đến kế sinh nhai này nọ. Bây giờ nói y là thái tử thì tiên lạc quốc đã không còn, nói y là thần tiên cũng đã sớm bị cách chức,
cơ bản cũng chẳng khác phàm nhân là bao, mà đối với người phàm thì miếng cơm manh áo là chuyện tất yếu. Một người tu đạo đương nhiên có thể kiếm cơm nhờ bắt quỷ, nhưng đâu phải mỗi ngày đều có yêu ma quỷ quái để mà bắt, có pháp sự để mà làm đâu. Bởi vì lẽ đó mà đại đa số thời điểm, bọn họ vẫn phải tìm chút việc vặt vãnh, tỉ như giúp người tháo dỡ hàng, xuất ra một chút lực gì đó. Dù chỉ là vài việc nhỏ, nhưng cũng không có chắc là đã giành được suất. Bởi vì bây giờ người nghèo trôi dạt khắp nơi nhiều lắm, họ nhìn thấy có đường sống, không cần nhận tiền công, cho cái bánh bao nửa bát cơm liền đồng ý làm ngay, hừng hực xông lên. Mấy người bên này sao giành được từ bọn họ, mà coi như có thể đoạt lấy, Tà Liên cũng sẽ cân nhắc đắn đo đủ điều, rồi nhường luôn cho người ta. Quả nhiên lung lay nửa ngày, vẫn chẳng thu hoạch được gì, Mộ Tình nói. Không tìm được công việc nào ổn định tốt hơn tí à? Phong Tính nói, phí lời, có thể tìm thì đã sớm tìm rồi. Nhìn mặt thế này thì nghĩ kiếm được việc gì? Dung mạo điện hạ ai mà không nhận ra, để cho người ta biết là ai, nghĩ an ổn được chắc. Mộ Tình không có nói nữa, Tà Liên đưa tay lên, xiết lụa quanh cái mặt càng chặt. Xác thật, vạn nhất để cho người ta nhận ra y là ai, nếu không chạy nhanh chắc chắn sẽ bị đập bầm dập. Tỷ như Tiêu Sư, ai sẽ yên tâm để người không rõ lai lịch, mặt cũng không lộ ra để làm Tiêu Sư. Bọn họ lại không thể đi làm những cái việc hành hung xấu xa hại người, cho nên lựa chọn thật sự là vô cùng có hạn. Thần thì không thể vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm mà phiền muộn. Nhưng người lại khác, họ cần ăn cơm áo mặc. Tà Liên từ nhỏ đã không cần lo đến những cái chuyện như vậy. Đây coi như là một cái vấn đề đầu tiên trong suốt mấy chục năm qua khiến cho y phiền muộn. Mà nếu như tư vị đói rét thần chưa từng trải qua, thì như vậy thần sao có thể hiểu được mùi vị nghèo đói của tín đồ, làm sao có thể làm những cái công việc như người thường. Chuyện đến nước này cũng đành ngậm ngùi coi như là một quá trình rèn luyện. Bất chợt, cách đó không xa, truyền đến một tràng khua chiên gõ trống, có một cái đám người tụ tập xung quanh, ba người cũng theo qua xem thì thấy với vũ nhân vai kề vai ở trong đám người hăng say hét to, còn có vũ nhân đang làm xiếc. Mậu Tình lại đề nghị, hay là chúng ta đi bán nghệ đi? Tạ Liên đang cân nhắc tới cái việc này, còn chưa kịp trả lời, Phong Tính đã ném cái lườm qua. Nói năng hồ đồ, điện hạ thân thể ngàn vàng, sao có thể đi làm cái loại chuyện đó? Mộ Tình cũng lườm lại mà nói, gạch cũng đã vác rồi, làm xiếc thì đã có là gì không ổn. Phong Tính nói, bê vác là dựa vào chính khí lực của mình mà kiếm cơm, còn làm xiếc là cung cấp niềm vui cho người, bị người ta coi như là trò cười, đương nhiên không giống nhau. Nói xong, một vai hề nhảy nhảy nhót nhót té lộn nhào một vòng, mọi người đều cười ha hả. Hắn bò bò, cúi xuống lượm cái đồng tiền thưởng rơi len keng trên đất. Thấy thế, trong lòng Tạ Liên sinh ra chống cự, dùng sức lắc lắc đầu, đem con đường làm xuyết này vứt bay. Mộ Tình thấy vậy, đành nói, được rồi, vậy thì làm nghề khác đi. Phong Tính lại nói, đã làm rất nhiều nghề rồi, bằng không cũng không sống tới bây giờ, còn những cái nghề dư ra, vẫn không nên làm thì hơn. Đột nhiên, đoàn người phía sau kinh hoảng, có người hô, truy binh đến rồi, truy binh đến rồi. Vừa nghe truy binh đến rồi, đám người xem náo nhiệt giải tán ngay lập tức. Không lâu sau, một nhóm binh lính tay cầm binh khí, giáp vàng sáng chói, ai phong lẫm liệt, đi lại ngênh ngang ở trên đường, nhìn thấy ai khả nghi thì bắt lại hỏi. Ba người lẫn trốn trong đám người, nghe người bên ngoài xôn xao bàn tán. Đây là đang bắt ai vậy? Yên tâm, không phải bắt chúng ta đâu. Hôm bữa ta có nghe nói là bắt hoàng tộc Tiên Lạc bỏ trốn đó. Có người tố cáo rằng xung quanh đây thấy được nhân vật khả nghi, vì thế nên gần đây trong hoàng thành kiểm tra nghiêm dễ sợ. Nói thật hả? Không phải đó chứ, sao lại chạy trốn tới nơi này? Nghe như vậy, ba người nhìn nhau, Tạ Liên thấp giọng nói, mau đi xem. Hai người còn lại gật đầu, yên lặng tách ra mà rời khỏi đám người. Đi tới một nơi không ai chú ý, lúc này mới hợp lại, chạy như bay. Chạy vội tới trước cái mảnh bìa rừng hoang vắng, Tạ Liên đứng từ xa nhìn thấy cột khói nghi ngút từ ở trong rừng, tâm trạng nhanh chóng hoảng hốt, lẽ nào là binh lính Vĩnh An đã tìm thấy họ rồi, đang phóng hỏa hành hung. Vội vã chạy lại gần, trong rừng cây ẩn giấu một nhà tranh cũ nát, không biết có phải là thợ săn vào rừng lưu lại hay không. Một cột khói xuất phát từ căn nhà này, Tạ Liên thất thanh hô, mẫu hậu, xảy ra chuyện gì, người ở đâu? Hô một tiếng, một phụ nhân vui vẻ mà chạy ra đón, Hoàng Nhi, con về rồi. Người này chính là Vương Hậu,
nàng một thân bố y đã gầy gò không ít, dáng dấp có chút khác biệt so với phụ nhân bình thường. Thấy mẫu hậu không có chuyện gì, sắc mặt còn tràn đầy vui mừng, Tạ Liên lúc này mới yên tâm mà hỏi vội: "Xảy ra chuyện gì, sao lại khó đến thế kia?" Vương hậu ngượng nghịu mà đáp: "Cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là ta muốn tự mình nấu cơm mà thôi." Tạ Liên dở khóc dở cười mà nói: "Không được, nấu cơm gì chứ, hai người ăn đồ ăn mộ tình đưa đến là được rồi. Cột khói này gây chú ý cho người khác quá, có khói sẽ có người, binh lính Vĩnh An nhất định sẽ tìm tới đây. Vừa mới nãy chúng ta ở trong thành, suýt nữa thì đụng độ với bọn họ. Hiện tại thành này đã canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta nên chuyển đi thôi." Phong Tính với Mậu Tình tiến vào nhà dập khói, Vương Hậu cũng không dám bất cẩn, đi ra sau nhà thương lượng cùng quốc chủ. Phong Tính dập xong rồi, đi ra mà nói: "Điện hạ, huynh không tới thăm quốc chủ bệ hạ sao?" Tạ Liên lắc lắc đầu mà nói: "Không đâu. Hai cha con bọn họ, một người là vua một vong quốc, một người là thần tiên bị giáng xuống trần. Không thể so ai thất bại hơn ai. Ngồi xuống mà bàn nhất định chỉ có trừng mắt rồi lại trừng mắt thôi, lấy đâu ra chuyện để tâm sự. Bởi vậy nếu có thể không gặp thì không nên gặp." Tạ Liên cất giọng nói: "Mẫu hậu, hai người thu dọn một lát. Nội, trong ngày hôm nay chúng ta phải rời đi. Buổi tối con tới đón hai người. Chúng con bây giờ có việc phải đi trước." Vương hậu đang bận bịu phải đi ra: "Hoàng nhi, con phải đi sao? Nhiều ngày như vậy không gặp, sao vừa mới đến đã đi rồi?" Tạ Liên trả lời: "Con muốn đi tu luyện, nhưng mà tên thực tế là muốn đi tìm việc làm, chứ nếu không thì lấy đâu ra cái ăn cho nhiều người như vậy." Vương hậu quan tâm hỏi han: "Sáng sớm đã ăn cái gì chưa?" Tạ Liên lắc đầu: "Ba người hiện tại bụng đều đang đói cồn cào." Vương hậu thở dài: "Nhịn ăn không tốt cho cơ thể đâu, may mới vừa rồi ta nấu được một chút, mau vào ăn đi." Tạ Liên thầm nghĩ: "Người nấu gì mà khó lớn như vậy, trông như là đơn đốt nhà ấy." Vương hậu quay sang nói với hai người Phong Tính và Mậu Tình: "Hai hài tử các ngươi cũng đến đây cùng ăn đi." Phong Tính và Mậu Tình đều không có ngờ tới được là sẽ được đại ngộ lớn như vậy, liên tục lắc đầu từ chối. Vương hậu vậy mà kiên trì vô cùng. Hai người rụt rè mà ngồi xuống bàn, cũng có chút thụ sùng nhược kinh, mặc dù kinh này không phải là kinh trong kinh hải mà là kinh hỷ. Nhưng mà sau khi vương hậu bưng lên, bọn họ từ kinh hỷ biến thành kinh hải. Sau một hồi đánh chén, Mộ Tình buồn nôn không dứt, lảo đảo mà nói: ta cho rằng cháo này mùi vị như là nấu cám, không nghĩ tới ăn cũng như vậy." Phong Tính cắn răng mà nói: "Câm miệng, đừng nhắc lại nữa. Vương hậu dù sao cũng là thân thể vàng kim, chưa bao giờ xuống bếp, như vậy đã là rất." Nói chưa hết câu thì Phong Tính nôn ẹt ra. Mộ Tình hầm hừ mà nói: "Ta nói sai sao? Ngươi nếu cảm thấy mà không giống như là nấu cám, ngươi đi mà cầu vương hậu ban thêm một bát nữa." Hai người nôn nôn ẹt ẹt một hồi lâu, Tạ Liên giữ bọn hắn liên tục đập lưng: "Đừng nôn nữa, xem phía trước hình như có việc làm rồi." Quả nhiên ba người lảo đảo đi lên phía trước, thấy là có một cái tiểu đầu mục khá gọn gàng sạch sẽ đang hô hét tìm người, thù lao coi như là không có tệ. Hơn nữa là đầu người không có giới hạn, đến bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Ba người vội vàng nhận việc, xen lẫn vào trong cái đám bần dân quần áo lam lũ gầy trơ cả xương, kết bè kết lũ đi tới cái chỗ đất trống lầy lội. Nơi này tựa hồ là có người muốn xây dựng nhà mới, bởi vậy muốn bắt đầu là tu sửa, trước hết đem nơi này lắp bằng. Ba người ra sức làm việc, cả người đều dính đầy nước bùn. Phong Tính tay chuyển đất, xanh mặt ôm bụng mà mắng: "Ta thao, ta cảm thấy nồi cám này hình như đang thành tinh quấy phá trong bụng của ta." Tạ Liên đang gánh một sọt đất, quay đầu lại mà nhỏ giọng nói: "Đệ còn có thể kiên trì không? Hay là trước tiên sang bên cạnh nghỉ một chút?" Mậu Tình nói với Tạ Liên: "Hay là huynh cũng sang bên kia ngồi đi." Tạ Liên lắc đầu nói: "Không cần, ta còn có thể kiên trì." Mậu Tình lườm một cái: "Huynh đừng kiên trì nữa, quần áo của huynh ô uế lại phải ta giặt, ta thà rằng làm cái này còn hơn." Cách đó không xa, có người hô: "Siêng năng làm việc, cấm nói chuyện, cấm lười biếng, có muốn nhận tiền công không?" Mậu Tính ngoan cường cực kỳ, vẫn là tiếp tục kiên trì, còn gánh cái sọt đầy gấp đôi hai người kia. Chẳng có được bao nhiêu tiền, làm như đáng giá lắm mà hô mưa gọi gió. Phấn đấu từ lúc mặt trời lên đỉnh đầu cho tới khi mặt trời lặn, thật không dễ dàng, cuối cùng cũng coi như là đại công cáo thành. So ra ba người cũng chưa tính là mệt đứt hơi, chỉ là hơi hơi thấm mệt, nhưng vì tiền công không đủ miệng ăn
tâm trạng so với thân thể càng mệt mỏi hơn. Bọn họ không dễ dàng từ bỏ, nằm giải lao một lúc ở cái chỗ đất khá sạch. Lúc này, một đám người ồn ào từ phía xa đi tới. Có mấy cái hán tử xách một pho tượng đá, chậm rãi đi tới. Tạ Liên khẽ ngẩng đầu, đó là... Mộ Tình liếc mắt mà nhìn, chắc là thần mới trấn ở đây đi. Tạ Liên im lặng không nói. Nếu như trong quá khứ, chắc chắn tượng thần trấn địa hàng đầu được lựa chọn là thái tử, hiện tại không biết thêm cái vị thần nào đây. Quá nữa là Quân Ngô, cũng có thể là một vị thần quan mới thăng cấp. Dừng một chút, Tạ Liên vẫn nhịn không được mà muốn nhìn thử, người thay thế chính mình sẽ là ai. Liền miễn cưỡng đứng dậy, tiến đến cái đám người phía trước mà xem sao. Tượng đá này đưa lưng về phía y, không thấy rõ mặt, có điều tựa hồ như là đang quỳ. Y càng tò mò, muốn xem. Rốt cuộc, tượng thần vị nào lại bị quỳ như vậy? Tạ Liên đi một vòng lớn, quẹo vào một cái khúc cua đến xem. Vừa nhìn thấy, toàn bộ đầu óc của y đều trống rỗng. Mặt tượng thần kia lại chính là y. Tượng này quỳ trên mặt đất, một bên có một người thô lỗ vỗ đầu của nó mà nói. Cuối cùng vận cũng đến rồi, cháu trai này cũng nặng lắm đấy nhá. Làm sao lại làm cái tượng như vậy? Chả trách nó khó coi đến như vậy. Lấy tượng thần Vũ Đại Đế không được à? Đây không phải là cái người kia đúng không? Bây giờ không phải lại hắn sẽ xui xẻo sao? Các ngươi còn dám bái cơ à? Lại đặc biệt chở tới đây. Các ngươi chả hiểu gì sất. Bái ôm thần xác định là sẽ xui xẻo, nhưng tượng đá này không phải là để đem ra bái, mà là đem ra dẫm. Đem ôm thần đạp ở dưới chân, không phải là sẽ càng phù hộ chính mình vận may tới tấp hay sao? Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nói, thật ngộ ý hay lắm. Phong Tính cùng Mộ Tình cũng cảm giác không đúng, vừa tới nhìn liền không nói ra lời. Phong Tính tức giận muốn bùng nổ, Mộ Tình kéo hắn lại, ánh mắt nhắc nhở, xong nói, thái tử cũng không có la, ngươi la cái gì? Tạ Liên xác thực không có lên tiếng, Phong Tính không biết y đang nghĩ cái gì, cũng không tiện manh động, miệng cưỡng nuốt xuống, trong đôi mắt như là muốn phun ra lửa. Rốt cuộc cũng có người thầm nói, chuyện này có phải có chút bất ổn hay không? Người ta tốt xấu gì cũng là thần, là thái tử điện hạ. Này, Tiên Lạc vong quốc rồi, còn thái tử điện hạ nào ở đây nữa? Lại có người nói, lời ấy sai rồi, chúng ta đạp ôm thần, chẳng những không có không thích hợp, hắn trái lại nên cảm tạ chúng ta mới phải. Tạ Liên bỗng nhiên hỏi, tại sao lại phải cảm tạ các ngươi? Người kia hùng hồn mà nói, bật cửa chùa miếu biết không, ngàn người dẫm vạn người đạp, thế nhưng ông đây không gặp gia đình giàu có nào muốn mua cái bật cửa chùa miếu chịu tội thay. Bởi vì mỗi cước dẫm vào cửa, cửa kia liền thay bọn họ chuộc một phần tội, trả một phần khoản nợ, tích một phần âm đức. Ý nghĩa này là quỳ đất cũng như nhau, chúng ta mỗi khi dẫm lên đầu của hắn một cước hoặc là phun một bãi nước miếng, còn không phải đang tích góp công đức cho cái gã thái tử kia à. Vì lẽ đó, hắn nên cảm tạ chúng ta mới phải. Tạ Liên cũng không có nghe nổi nữa. Người kia vừa nói đến hai chữ cảm tạ, y lập tức giơ quyền mà nhào tới. Trong đám người, nhất thời sôi sùng sục. Ngươi làm gì? Ngươi đánh người rồi. Ai ở đây gây sự? Phong Tính đã sớm muốn đánh người, cũng hét lớn lên một tiếng, gia nhập cái cuộc chiến. Mộ Tình không biết từ khi nào cũng bị vả lây. Nói chung, ba người đều đấu võ. Trong trận hỗn chiến, Tạ Liên nhiều lần suýt nữa bị kéo lụa trắng ở trên mặt xuống. May mà không có, ba người thân thủ tốt, nhưng bên kia người đông thế mạnh. Thêm vào đó Mộ Tình kéo hai người kia lại, nhắc nhở bọn họ đánh chết phàm nhân tội càng thêm tội. Hỗn chiến chả đâu vào đâu cả. Cuối cùng, tuy rằng là đánh hả hê, nhưng ba người đã bị đuổi ra ngoài. Ba người tả tơi chật vật đi dọc bờ sông, đi một lúc cước bộ mới chậm chậm lại. Mộ Tình khắp mặt xanh tím nổi giận đùng đùng mà nói, nhọc nhằn khổ sở cả ngày, thế mà lại đánh một trận, cuối cùng cái gì cũng không lấy được. Phong Tính lao cái vệt máu bên mép mà nói, lúc này rồi mà ngươi còn đề cập đến cái chuyện tiền nong. Mộ Tình nói, cũng bởi là vì lúc này cho nên mới muốn nhắc đến cái tiền nong. Đây là thời điểm nào hả? Thời điểm bụng ăn không no, lạnh không áo mặc, coi như không thừa nhận cũng vô dụng, nhưng không có tiền thì không thể được. Hai người nhẫn nhịn một chút thì chết hay sao? Tạ Liên không có nói gì, Phong Tính thì nổi giận mà nói, nhịn thế nào hả? Tượng của bản thân bị quỳ ở dưới đất cho người ta dẫm đạp vào mặt, nếu đổi lại là ngươi thì có dễ dàng buông tha không? Mộ Tình nói, từ lúc thua trận đến nay cũng không phải là lần đầu tiên gặp cái chuyện như vậy,
nhất định sau này còn gặp nhiều hơn nữa. Nếu như huynh ấy không tập làm quen, chị sẽ không sống nổi. Phong Tính gây hết cả mắt mà nói, tập mãi thành quen, quen cái gì cơ, nhịn cho người khác sỉ nhục hay là để cho người khác giẫm lên mặt liên tục. Tại sao những chuyện như vậy phải làm quen chứ hả? Tạ Liên trong lòng buồn bực, được rồi, đừng có ầm ĩ nữa, loại chuyện nhỏ như vậy không có đáng làm ầm đến thế đâu. Hai người kia thức thời im bặt, dừng lại một chút, Tạ Liên thở dài thường thượt mà nói, đi thôi, tìm một chiếc xe đi đón mẫu hậu cùng phụ hoàng, đêm nay phải rời khỏi tòa thành này rồi. Phong Tính đáp, được. Hai người sóng vai đi một đoạn, chợt phát hiện Mộ Tình không có đi theo. Tạ Liên quay đầu lại thắc mắc gọi, Mộ Tình. Trầm mặc một hồi, Mộ Tình mới lên tiếng, Thái tử điện hạ, ta nghĩ là nên nói với huynh một chuyện. Tạ Liên nhìn hắn, chuyện gì? Phong Tính nóng nảy nói, ngươi lại làm sao nữa, đã bảo là đừng có ầm ĩ, ngươi còn muốn thế nào? Mộ Tình nói, ta muốn rời đi. Tuy rằng là trước khi hắn mở miệng, Tạ Liên mơ hồ đã có dự cảm không lành, nhưng đến khi hắn thật sự mở miệng nói ra câu này, Tạ Liên vẫn là nín thở. Phong Tính cứ ngỡ là mình nghe nhầm mà hỏi lại, cái gì? Ngươi nói cái gì? Mộ Tình đứng thẳng người, đôi mắt đen lộ cái vẻ bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên mà nói, Xin huynh cho phép ta rời đi. Phong Tính nói, Ngươi rời đi, rồi Thái tử điện hạ làm sao? Quốc chủ, vương hậu, bọn họ phải làm sao bây giờ? Mộ Tình há hốc miệng, cuối cùng vẫn nói, xin lỗi, ta không thể tiếp tục được nữa. Phong Tính nói, không phải chứ, ngươi nói rõ ràng xem nào, vì cái gì không thể tiếp tục? Mộ Tình đáp, quốc chủ cùng vương hậu là phụ mẫu của thái tử, mà ta có mẫu thân ở nhà, bà ta cần ta chăm sóc. Đi chăm sóc cho phụ mẫu người khác mà không quan tâm đến mẫu thân của mình, ta làm không được. Vậy nên xin lỗi huynh, ta không thể nào tiếp tục ở cạnh huynh được nữa. Tạ Liên dường như là sắp ngất đi, mệt mỏi tựa vào một bức tường. Phong Tính lạnh lùng mà thốt, đây là nguyên nhân hả? Tại sao trước kia không nghe ngươi nói tới? Mộ Tình thở dài mà nói, đây chỉ là một trong nhiều nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân nữa là, ta cảm thấy mỗi lần lâm vào khốn cảnh, nên làm gì để giải thoát cái cảnh khó? Điểm này suy nghĩ chúng ta khác biệt. Thứ cho ta nói thẳng, nếu còn tiếp tục như vậy, 10.000 năm cũng không thoát được cái cảnh này được đâu. Vì thế, không cùng chí hướng, không thể chung sống. Phong Tính giận quá hóa cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, quay sang nói với Tạ Liên. Điện hạ, huynh đã nghe chưa? Huynh có nhớ ban đầu ta nói thế nào không? Chính là, nếu như huynh bị cách chức, khẳng định hắn là người đầu tiên bỏ trốn. Ta nói không sai chứ? Mộ Tình tự hồ bị hắn chọc giận, lạnh giọng mà nói. Đừng có chọc phiền người khác, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Mọi người đều có chủ tâm của mình, không có người nào từ nhỏ đã chính đạo gian nhân là trung tâm của thế giới cả. Có thể ngươi yêu thích vây quanh người khác, nhưng người khác không hẳn như thế với ngươi đâu. Phong Tính nói, ngươi lôi đâu ra nhiều câu ngụy biện thế, chẳng muốn nghe. Nói thẳng một câu, ta chính là cái đồ vong ơn phụ nghĩa không được sao? Được rồi. Tạ Liên lên tiếng, hai người đồng loạt ngừng lại. Tạ Liên bỏ tay ra từ trán xuống, xoay người nhìn Mộ Tình trong một lúc lâu rồi nói, ta không thích miễn cưỡng người khác. Mộ Tình hơi hơi mím môi, nhưng vẫn đứng thẳng tắp. Tạ Liên khẽ buông một câu, để đi đi. Mộ Tình liếc nhìn y, không nói lời nào, chỉ bái một cái xong, rồi liền quay người đi. Trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong bóng đêm, Phong Tính vẫn chưa thể tin nổi. Điện hạ, huynh cứ như vậy mà thả hắn đi sao? Tạ Liên thở dài mà nói, không phải thả, ta đã nói ta không thích miễn cưỡng. Phong Tính mắng, không phải gì chứ, cái tiểu tử này, hắn làm cái gì thế không biết, nói đi là đi luôn rồi, mẹ kiếp nó ta thao. Tạ Liên ngồi sợm bên bờ sông, so mi tâm. Được rồi, nếu đệ ấy đã không muốn ở lại, lưu giữ cũng không thể làm được gì, chẳng lẽ lại lấy dây trói lại, để đệ ấy giặt giũ cho ta sao? Phong Tính cũng không biết nên nói cái gì, cùng ngồi sợm xuống cạnh Tạ Liên, lát sau hít mạnh một hơi mà nói, mẹ kiếp, tiểu tử này có thể cùng người hưởng phú quý, nhưng lại không muốn cùng chung hoạn nạn. Vừa xảy ra chuyện là liền chạy đi, ân tình huynh đối với hắn, nửa điểm cũng chẳng thèm nhớ. Tạ Liên nói, là ta bảo đệ ấy không cần nhớ kỹ, còn đệ cũng đừng có treo cái chuyện này ở trên miệng nữa, quên hết đi. Phong Tính nói, vậy hắn cũng không thể quên hết sạch chứ, ta thật sự là thao mà. Có điều, điện hạ, huynh cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không rời đi. Tạ Liên cười gượng gạo, nói không có ra lời.
Phong Tính lại đứng bật dậy mà nói: "Chúng ta còn phải đi đón quốc chủ cùng vương hậu nữa, để ta đi tìm xe, huynh cứ ở nơi này chờ đi." Tà Liên gật gật đầu: "Làm phiền đệ rồi, nhớ cẩn thận một chút." Phong Tính gật đầu mà đáp lại, cất bước rời đi. Tạ Liên cũng đứng dậy, đi dọc theo bờ sông, cả người như bay theo gió không còn chút cảm giác. Mộ Tình rời đi thật sự khiến y hoảng sợ. Từ trước tới giờ, Tạ Liên chưa từng nghĩ sẽ có phụ cận nào sẽ rời đi. Hơn nữa, y tin tưởng cái gọi là vĩnh viễn, tỷ như bằng hữu vĩnh viễn là bằng hữu, sẽ không phản bội, sẽ không lừa dối, sẽ không chia cắt. Có lẽ sẽ chia xa, nhưng tuyệt nhiên không phải là cái lý do ngày tháng cực khổ ta không có vượt qua nổi lãng xẹt này. Tỷ như một câu chuyện xưa cũ, anh hùng và mỹ nhân được ông trời tác hợp vĩnh viễn không chia lìa, mà nếu có thì cũng phải đợi đến lúc đoạn tuyệt cõi trần. Chứ chẳng thể nào là vì anh hùng ưa thịt, mỹ nhân ưa chuộng cá, hay là anh hùng ghét mỹ nhân tiêu tiền, mỹ nhân khinh anh hùng tay chân thô mà chấm dứt quan hệ được. Một bước lỡ lầm trong nháy mắt mà ngã xuống đất vạn trượng, từ vị phàm nhân, quả thật không tốt chút nào. Đi lung tung một đường, bỗng nhiên trước mắt hiện ra vài tia sáng lấp lánh. Tạ Liên lúc này mới phục hồi lại tinh thần, định thần nhìn kỹ mới thấy hóa ra là một cái chiếc hoa đăng đang trôi bồng bềnh trên mặt sông, theo dòng nước dạt tới phía này. Còn có mấy cái tiểu hài nhi cười cười hi hi ở bên bờ sông đùa giỡn náo nhiệt. Tạ Liên chợt nhớ tới, thì ra hôm nay là Trung Nguyên rồi. Trước kia ở Hoàng Cực Quán, mỗi dịp Tết Trung Nguyên đều sẽ tổ chức nghi thức đại thịnh. Từ sớm đã háo hức chờ đợi vui đến không thể nào quên, nhưng đã lâu rồi căn bản không còn nhớ rõ nữa. Y lắc lắc đầu tiếp tục tiến lên phía trước. Lúc này trước mặt truyền đến một âm thanh: "Tiểu A Nhi, có mua hay không nào?" Âm thanh này già nua héo úa, còn mang theo cái tia quỷ khí nồng đượm. Tạ Liên theo bản năng phát giác không có đúng, ngẩng đầu thì thấy hai cái đứa trẻ đứng ven đường, trong tay ôm đèn, vừa hiếu kỳ vừa rụt rè xem cái vật gì đó. Đối diện với hai tiểu hài tử là một người đang ngồi, ngồi giống như là ông lão khoác cái tấm áo đen sờn rách, bẩn thỉu đến nỗi hòa luôn vào trong bóng đêm. Trên tay của lão nâng một cái chiếc đèn hoa đăng, thành thành thật thật mà nói: "Đây là đèn trẻ nhỏ nhen, có thể khác với những cái đèn trong ngực hai đứa, nhưng lại là một cái món bảo bối đấy. Đốt đèn cầu nguyện, đảm bảo là linh nghiệm." Hai tiểu nhi kia nửa tin nửa ngờ: "Thật, có thật không?" Lão già kia nói: "Đương nhiên là thật rồi, hai đứa xem đi." Đèn trong tay lão rõ ràng chưa có nhen lửa, nhưng lại phát ra cái ánh sáng hồng mờ nhạt, mà mấy chục đèn hoa đăng phía dưới, ánh sáng xanh, thăm thẳm lúc ẩn lúc hiện, vô cùng quỷ dị. Hai tiểu hài tử trầm trồ kinh ngạc, nhưng Tạ Liên lại nhất thanh nhị sở. Kia, đâu phải là bảo bối cái gì, rõ ràng là lân quan người chết. Bên trong hoa đăng chắc chắn là đang giam giữ hồn phách của tiểu quỷ, nên mới phát ra quỷ quan mờ nhạt. Mà lão già kia chắc chắn là tên đạo sĩ dởm nào đó, không biết tấm được cái lũ cô hồn dạ quỷ xui xẻo ở đâu, đem tết thành đèn. Hai tiểu quỷ kia không có rõ ra sao, vỗ vỗ tay vui mừng còn muốn mua. Tạ Liên đi nhanh chân bước lên phía trước: "Đừng mua, lão lừa các ngươi đấy." Lão kia trợn mắt mà nói: "Tiểu tử này, ngươi nói cái gì đấy?" Tạ Liên trực tiếp vạch trần: "Đèn này không phải bảo bối gì mà là yêu khí, bên trong có chứa quỷ. Nếu như các ngươi lấy về chơi đùa, nhất định sẽ bị quỷ quấn lấy." Hai tiểu nhi vừa nghe có quỷ, nào dám ở lại, oa một tiếng khóc thét mà chạy đi. Ông lão kia nhảy dựng lên ba thước, tức muốn thổ huyết mà nói: "Dám làm hư chuyện buôn bán của ta." Tạ Liên nói: "Ngươi sao có thể buôn bán cái đồ vớ vẩn như vậy chứ? Đừng nói là tiểu hài nhi không biết gì, cho dù người lớn mua bị tà khí bên trong quấn lấy cũng sẽ gặp cái vận rủi, nói không chừng sẽ bị oan hồn quấn lấy, đây chẳng phải là gây nghiệt hay sao? Nếu như ngươi nhất định muốn bán cái thứ này thì sang địa phương chuyên biệt mà bán." Lão già kia nói: "Ngươi nói nghe nhẹ nhàng ghê, làm gì có nơi nào chuyên biệt bán mấy cái thứ này, mọi người không phải tùy tiện tìm sạp ven đường à?" Nói xong, ôm lấy cái đống hoa đăng xấu xí quấn lại, thở hổn hển muốn rời đi. Tạ Liên vội ngăn lại: "Chờ chút." Lão già kia hỏi: "Sao, muốn làm gì, hay là muốn mua?" Tạ Liên nói: "Không phải chứ, ngươi vẫn định đem sang chỗ khác bán à? Ta hỏi ngươi, những quỷ hồn này ngươi bắt ở đâu?" Lão già kia đáp: "Bắt ở chiến trường quan dã, đâu đâu cũng có." "Đây chẳng lẽ là những vong hồn du đảng của binh sĩ sao?" Nghe đến câu này, Tạ Liên không thể quanh tay đứng nhìn nữa, nghiêm nghị mà nói: "Chớ được bán,
hôm nay là Trung Nguyên, vạn nhất gây ra chuyện gì, không phải là rất buồn sao? Hơn nữa, những cái thứ này đều là hồn thiên của quân sĩ, sao ngươi có thể bán những món đồ chơi kiếm tiền như vậy? Lão già kia lại nói, người đã chết cũng chỉ là như cái đám khói thôi, quản thiên hay là không thiên làm cái gì? Đương nhiên bộ xương già này của ta quan trọng hơn rồi. Mọi người đều muốn kiếm sống, không cho ta bán, ta lấy không khí mà ăn ư. Thấy ngươi nhiệt tình như vậy, hay ngươi dùng tiền mua đi. Ngươi! Cuối cùng, Tạ Liên vẫn chịu nhận thua. Được, ta mua. Y thò tay vào trong túi, vơ vét tất cả ngõ ngách, móc ra mấy cái món tiền nhỏ. Bằng này đủ chưa? Ông lão liếc mắt nhìn hắn mà nói, không đủ, có tí bọ, bằng này làm sao đủ? Tạ Liên cũng không biết mua cái đám hoa đăng này mất bao nhiêu tiền. Bởi từ trước, y mua đồ chưa bao giờ đáng đo giá cả, đành bất đắc dĩ dựa vào vốn hiểu biết ít ỏi của mình mà kỳ kèo mặc cả. Những hoa đăng này không có đẹp, hơn nữa còn rất là xúi quẩy, rẻ hơn một chút đi mà. Lão già kia nói, cái giá này ngươi còn bảo tiện nghi cho ta hay sao? Chưa từng thấy người nào nghèo như ngươi, thật sự quá mất mặt. Tạ Liên bị lão nói như vậy, liền tức giận. Ta là thái tử nhá, đời này chưa có người nào mà nói ta nghèo đâu. Vừa dứt lời, y liền hơi hối hận. Có điều, ông lão kia căn bản không coi là thật, cợt nhã mà đáp lại. Ngươi là thái tử, vậy ta chính là cha hoàng đế rồi. Tạ Liên có chút vui mừng, lại có chút lúng túng, đành mặc kệ lão mà thẳng thắn nói. Có bán hay không? Ta không có tiền nữa đâu. Một phen tính toán chi ly, hai người cuối cùng cũng coi như là thành giao. Tạ Liên dùng cái số tiền ít ỏi này mua mười mấy cái ly quỷ hoa đăng ôm tới bờ sông. Ông lão kia lấy tiền xong chạy như một làn khói. Tạ Liên ngồi lại bên bờ sông, mở ra từng nút thắt quấn quanh hoa đăng, đem lũ tiểu quỷ bị bùa chú phong ấn lại phóng sinh, thuận tiện làm chút pháp sự cho chúng. Từng đốm quỷ hỏa xanh thăm thẳm bay ra, những hồn phách này đều vừa mới chết không lâu, ngờ ngờ ngát ngát không có ý thức của mình, cũng còn rất suy yếu, cho nên mới bị cái lão già kia túm lấy. Sau khi được thả ra khỏi cái hoa đăng chật hẹp, chúng đều vây quanh Tạ Liên, thân cận xung quanh, thỉnh thoảng còn dụi dụi y. Tạ Liên đứng dậy nhẹ giọng nói, đi thôi, đi thôi. Được y dùng tay thả nhẹ, nhân quỷ hồn bay càng cao lên, trôi về phía chân trời rồi dần dần tản ra. Đây cũng có thể hiện cho một điều là hồn về với trời đất. Tạ Liên đứng im lặng ở trong bóng tối, một lúc lâu, chợt nghe phía sau truyền đến một âm thanh nho nhỏ. Âm thanh kia khẽ gọi, Thái tử điện hạ. Tạ Liên ngẩn ra, lập tức nhìn tới cái chỗ phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện còn sót lại một quỷ hỏa nho nhỏ. Không có thăng thiên, cũng không tản ra thành cái đốm lửa nhỏ. Xem ra, tiểu quỷ này so với cái tiểu quỷ khác mạnh hơn, không những có ý thức của mình, còn có thể nói chuyện. Y đi tới, cảm thấy cực kỳ lạ. Mới vừa rồi là ngươi ở đây gọi ta phải không? Ngươi nhận ra ta? Quỷ hỏa kia được chú ý tới, tựa hồ vui sướng mà nhảy nhót. Từ ở dưới đất bay lên, nghe âm thanh hình như là một thiếu niên. Nó nói, ta đương nhiên nhận ra huynh. Tạ Liên bây giờ mới để ý toàn thân của mình đều dính bùn đất, thật kỳ dị quái đản, càng nhìn càng lúng túng. Tay nắm lại che trên miệng, thật sự muốn không thừa nhận. Nói ngươi nhận nhầm người rồi, mau quên đi. Một lát sau, y nghiêm mặt mà nói, ngươi tại sao lại còn ở đây? Không phải ta mới vừa rồi độ hóa cho các ngươi sao? Lẽ nào ta làm thiếu một bước rồi? Không phải như vậy thì làm sao pháp sự làm xong còn sót lại một? Quỷ hồn vô danh bay qua bay lại trước mặt của y, không xa không gần mà nói, không, huynh chẳng hề làm sai gì, chỉ là chính ta không muốn rời đi thôi. Tạ Liên suy nghĩ một chút rồi hỏi, ngươi còn tâm nguyện cùng chấp niệm chưa hoàn thành sao? Quỷ hồn vô danh đáp, đúng thế. Tạ Liên nói, như vậy, nói ta nghe thử nè, là cái gì? Nếu không phải chuyện rất khó, ta sẽ lập tức giúp ngươi hoàn thành. Sau lưng quỷ hồn vô danh là 3.000 ngọn thiên đăng đang chậm rãi mà bay lên. Nó nói, người ta yêu còn đang ở trên cõi đời này. Trầm mặc trong chốc lát, Tạ Liên nói, thì ra là như vậy, nương tử của ngươi sao? Không, điện hạ, chúng ta chưa có kết hôn. Tạ Liên a một tiếng, quỷ hồn lại nói tiếp, kỳ thật, chắc huynh ấy không có nhớ đến ta đâu, chúng ta thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Tạ Liên thầm nghĩ, chưa từng nói chuyện qua mấy lần, đã như vậy, sao lại kêu là ái nhân, rốt cuộc là quốc sắc thiên hương tới cỡ nào? Trầm ngâm một lúc, y hỏi tiếp, vậy, tâm nguyện của ngươi là gì đây? Quỷ hồn đáp, ta muốn bảo vệ huynh ấy.
Thông thường những quỷ hồn kiểu như vậy, tâm nguyện sẽ là ta muốn cho nàng biết ta thích nàng, ta muốn cùng nàng ôm lại chuyện xưa, hoặc là đáng sợ hơn chính là ta muốn nàng theo ta xuống. Còn bảo vệ, đúng thật là không thấy nhiều. Tạ Liên ngơ ngẩn mà nói, nhưng ngươi cũng không thuộc về thế giới này. Quỷ hồn kia nói, vậy thì đã là sao? Tạ Liên nói, nếu còn cố chấp, ngươi sẽ không yên nghỉ được. Nhưng quỷ hồn lại dửng dưng như không mà nói, ta nguyện ý vĩnh viễn không yên nghỉ. Cô hồn này cố chấp cực kỳ, lẽ ra quỷ hồn cố chấp như vậy, 8/9 phần 10 sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng chẳng biết vì sao, Tạ Liên không cảm nhận được một tí sát ý nào trên người của nó, bởi vậy cũng không có lo lắng nhiều. Nếu như ái nhân của ngươi biết chuyện này, chỉ sợ sẽ áy náy buồn phiền đi. Quỷ hồn vô danh chần chừ trong chốc lát mà nói, vậy ta không cho huynh ấy biết là được rồi. Tạ Liên nói, nếu thấy được cũng sẽ biết. Quỷ hồn nói, vậy không để cho huynh ấy phát hiện ta đang bảo vệ là tốt rồi. Nghe đến đây, Tạ Liên tâm cũng không có nhịn được mà khẽ động, thầm nghĩ, người này yêu không chỉ là nói suông đâu. Những quỷ hồn trong hoa đăng của cái lão già kia đều bắt từ chiến trường, vậy quỷ hồn trước mắt này nhất định cũng là binh sĩ trẻ tuổi rồi. Y chậm rãi mà nói, trận chiến loạn khiến cho ngươi phải rời xa người mình yêu, xin lỗi, ta đã không thắng được. Quỷ hồn vô danh lại nói, vị huynh chết trận là vinh quang chí cao vô thượng của ta. Tạ Liên lập tức ngây ngẩn cả người. Vị thái tử chết trận chính là vinh quang chí cao vô thượng của binh lính Tiên Lạc. Những lời này là khẩu hiệu của một vị tướng quân dùng để giáo dục binh lính, dùng nó để kích thích tinh thần của binh sĩ, tuyên bố cho dù chết, bọn họ cũng sẽ chết có ý nghĩa, chết rồi phải hướng về tiên cảnh. Đó đương nhiên là cái lời nói dối. Không ngờ tới cái binh sĩ trẻ tuổi chết đi này, hồn phách lưu lại ở nhân gian, nhưng vẫn như cụ vững vàng nhớ rõ cái câu nói này. Hơn nữa, lại còn đáp thật trân trọng trang nghiêm. Bỗng nhiên lúc đó, hốc mắt của Tạ Liên bỗng nóng lên, tầm mắt dần mơ hồ. Y nói, xin lỗi, nhưng quên đi. Quỷ hồn vô danh chuyển động khiến cái ngọn lửa càng sáng. Nhất định sẽ không quên đâu, Thái tử Điện Hạ, ta mãi mãi là tín đồ trung thành nhất của huynh. Tạ Liên nén nước mắt mà nói, ta đã không còn tín đồ, tin ta cũng sẽ không có chuyện gì tốt, còn có thể mang đến tai họa. Ngươi có biết không, đến cả bằng hữu của ta cũng rời bỏ ta. Quỷ hồn vô danh kia tuyên thệ, nhưng ta sẽ không. Tạ Liên nói, ngươi sẽ. Quỷ hồn kiên định nói, tin ta Điện Hạ. Tạ Liên nói, ta không tin. Không tin người khác, cũng không tin chính mình. Trong kinh thành canh gác nghiêm ngặt, Tạ Liên đi suốt đêm dài đăng đẳng đến một cái tòa thành khác. Y vẫn đem quốc chủ và vương hậu thu xếp ở một nơi kín đáo. Còn bản thân mình với phong tính thì đi ra ngoài kiếm tiền. Nhưng lúc trước trong một tòa thành cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, không thể nào đến một tòa thành khác lại bỗng dưng phát tài. Hai người thường làm việc quần quật sau một ngày vẫn chỉ có được một chút tiền ít ỏi. Hơn nữa bởi vì ngày xưa một tổ ba người như hình với bóng, nay đột nhiên mất một người, chỉ còn lại hai người đều không thích ứng được. Ví dụ như lúc trước Mộ Tình phụ trách giữ tiền cẩn thận, tùy thời mà kiểm tra số lượng. Hiện tại Mộ Tình đi rồi, Phong Tính nói hắn không có cách nào mà giữ, rồi là mất tiền hay không. Vậy nên Tạ Liên không thể làm gì khác là giữ tiền trên mình. Mỗi lần đếm số tiền nhỏ đến đáng thương, y quả thật không thể tin tưởng được. Đây là thù lao mà mình lao động một ngày mới có. Phải biết, y trước kia cho dù bố thí ăn mày cũng không có ít tiền như thế này. Không còn Mộ Tình, cũng mất đi người đưa đồ ăn cho quốc chủ cùng vương hậu. Tạ Liên cũng không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày dẫn theo Phong Tính, sau đó tự mình đem đồ vật cần thiết đến chỗ quốc chủ cùng vương hậu ẩn thân. Có thể thường được gặp con trai, vương hậu ắt hẳn vô cùng vui mừng. Mà cũng vì vui mừng tột độ, nàng đã xoắn tay áo xuống bếp. Hôm nay nàng lại cho hai người Tạ Liên Phong Tính nếm thử món nàng nấu, kéo bọn họ ngồi vào bàn mà nói, hai người các ngươi đều phải cẩn thận bồi bổ nha, sao cả hai đều gầy đến như vậy. Phong Tính mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái mông vừa đặt xuống ghế đã giật nảy lên, khoanh tay nói, không không không, vương hậu bệ hạ, Phong Tính không dám, vạn phần không dám. Vương hậu vẻ mặt ôn hòa mà cười nói, cái đứa nhóc này có cái gì mà không dám, đến đây ngồi xuống. Lời này Phong Tính làm sao dám nói ra miệng, là không dám thật. Sau khi ngồi xuống nhắm hai mắt lại bình tĩnh tâm trạng, vương hậu đưa thành quả nàng làm lụng lên. Phong Tính hít sâu một hơi, sau đó đưa tay mở vung ra,
Tạ Liên ngồi trên ghế, hai người thấy đồ ăn ở trong nồi đều trông vô cùng thê thảm. Tạ Liên chỉ dám thấp giọng mà nói nhỏ, con gà này chết cũng thật thê thảm. Phong Tính hơi mấp máy môi mà nói, điện hạ, huynh nhìn xa rồi, bên trong làm gì có con gà nào? Tạ Liên nghi hoặc mà nói, cái thứ nổi lên bên kia không phải là gà thì là cái gì? Phong Tính nói, ta nghĩ chắc là chè đi, hình dáng cũng có chút không đúng. Hai người nghiên cứu nửa ngày cũng đoán không có ra trong nồi rốt cuộc là nấu cái gì. Vương Hậu múc cho Tạ Liên một chén, Phong Tính cướp cái muôi tự múc cho mình một chén. Chờ Vương Hậu vừa vào gian sau tìm quốc chủ thì bọn họ lập tức đem cái bát chén chè đổ đi. Sau đó thì làm một cái bộ uống một hơi cạn sạch, chưa hết thèm thuồng ngồi lao miệng nói, no rồi, no rồi. Thấy thế, Vương Hậu khá là vui vẻ, uống ngon không? Tạ Liên nghĩ một đằng trả lời một nẻo mà nói, uống ngon, uống rất ngon. Vương Hậu vui mừng mà nói, nếu uống ngon thì các ngươi uống thêm một chút nữa đi. Tạ Liên xích nữa thì đem cái chén không ném ra ngoài, đưa khăn tay lên giả vờ giả vịt lao cái khóe miệng. Lúc này, Vương Hậu hình như hơi do dự một lát mà nói, Hoàng Nhi, cho ta hỏi con một vấn đề, con đừng có trách nương lắm miệng nha. Trong lòng Tạ Liên lo lắng, buông cái khăn mùi so xuống, chuyện gì ạ? Người cứ hỏi đi. Vương Hậu ngồi xuống bên cạnh y mà nói, mẫu tình, đứa bé kia đâu? Vì sao mấy ngày nay không đến? Quả nhiên, nghe nàng nhắc đến mẫu tình, Tạ Liên lòng giật nảy nói, con dặn dò đệ ấy vài nhiệm vụ, vì thế đệ ấy đi nơi khác rồi. Vương Hậu thở phào nhẹ nhõm, gật đầu vài cái, lập tức nói, vậy nó lúc nào trở về? Tạ Liên mở miệng, có thể là một thời gian rất dài, có thể là ở bên ngoài, không về được rồi. Nghe vậy, Vương Hậu nhìn có chút ủ rũ, Tạ Liên cảm giác được, bèn nói, sao vậy ạ? Vương Hậu lập tức phủ nhận mà nói, không có việc gì. Nhưng Phong Tính tinh mắt, bỗng nhiên nói, Vương Hậu, tai của người bị sao vậy? Tai? Tạ Liên cúi đầu mà nhìn, nhất thời kinh ngạc. Đôi bàn tay mẫu thân y lúc trước được bảo dưỡng, duyên dáng, sang trọng, giờ khắc này lại khiến cho người ta nhìn có chút sợ hãi. Đốt ngón tay nơi nơi đều bị rách, mơ hồ có chút vệt máu. Tạ Liên đứng bật dậy, kéo tay của nàng mà hỏi, chuyện gì thế này? Vương Hậu vội nói, không có chuyện gì, chỉ là giặt sạch vài bộ xiêm y với chăn màn, cũng không thể nào không tắm cho được. Tạ Liên bật thốt lên, vì sao người phải tự mình tắm, người có thể... Còn chưa có dứt lời, y liền nghẹn họng, có thể làm gì, có thể sai bảo cung nữ tôi tớ đến tắm cho, có thể sai bảo mộ tình đến giúp đỡ, cũng không thể nữa rồi. Trên đường bị lưu vong, cho đến bây giờ, mộ tình là kẻ hầu thân cận nhất, ôm hết tất cả các việc sinh hoạt hàng ngày của ba người. Y vừa đi, hết thảy những việc vặt vãnh cũng chẳng có ai để làm. Không còn ai nấu cơm, không ai giặt quần áo, không ai gấp chăn nữa rồi. Những ngày tháng đơn giản vô cùng kia đột nhiên trở nên chỗ nào cũng không thuận lợi. Tạ Liên miễn cưỡng nhịn xuống, bởi vì chuyện y cần bận tâm rất là nhiều. Nhưng mà cái người mẫu thân đã quen hưởng lạc của y, nào đã từng làm qua những cái việc nặng như vậy. Nhưng nếu như Vương Hậu không tự mình động thủ thì có ai đến giúp được đây? Trầm mặc trong một lát, Tạ Liên bảo, người cứ nghỉ ngơi đi, để con làm cho. Vương Hậu cười, không cần, tốt nhất là con vẫn nên làm chuyện của mình. Ta giặt quần áo, nấu cơm, nấu nước thì thế nào, mỗi ngày cũng nhàn rỗi, không có việc gì làm, mình tự thân vận động cũng rất là thú vị. Nhìn thấy các con yêu thích như thế, ta cũng có tư vị. Nồi chè này là mẫu thân dùng cái đôi tay như thế để làm, thế nhưng bọn họ một hớp cũng không có uống, lén lút đổ sạch. Tạ Liên và Phong Tính liếc mắt nhìn nhau, liền cảm thấy khó chịu. Lúc này Vương Hậu lại nói, à đúng rồi, còn có một việc, các con ngày mai có thể bốc vài thang thuốc về hay không? Tạ Liên hơi tròn mắt mà nói, thuốc, thuốc gì ạ? Vương Hậu vẻ mặt buồn rười rượi mà nói, cũng ta không biết, nếu như không con ra hiệu thuốc hỏi thử xem, chứng bệnh ho ra máu thì phải dùng thuốc gì? Ho ra máu? Tạ Liên ngạc nhiên mà hỏi, ai ho ra máu? Người sao? Phụ hoàng sao? Hai người vì sao không nói sớm? Âm thanh của y hơi lớn, Vương Hậu lập tức ngăn lại, nói nhỏ thôi, nhưng mà đã muộn, sao nhà? Truyền tới âm thanh nổi giận đùng đùng, ta, ngươi, không cần lắm chuyện. Là quốc chủ, thấy đã bị hắn nghe được, Vương Hậu cũng không có che giấu nữa, chạy vào trong phòng nói, nhưng bệ hạ cứ để như vậy cũng không phải là biện pháp hay mà. Tạ Liên đi thẳng ra sau nhà, thấy quốc chủ vùi trong chăn rách. Những ngày qua, y không có nhìn kỹ, hiện tại y nhìn thấy,
Quốc chủ vẻ mặt có bệnh, hai gò má đều bị hõm xuống. Ở trong căn phòng âm u, càng mang thêm cái vẻ tiều tụy vô cùng. Ai là quân chủ cao cao tại thượng, rõ ràng là một cái lão già nát rượu, gương mặt xám xịt. Tạ Liên không cần bắt mạch cũng đã biết, nhất định là bị bệnh rất lâu, hơn nữa bệnh không hề nhẹ. Thậm chí trong phòng toàn bộ đều ngập tràn một cái luồng bệnh khí, làm người ta hít thở không có thông. Nhớ đến vương hậu đã nói, chứng bệnh ho ra máu, y càng hoảng loạn, âm thanh cũng lớn hơn. Chuyện gì thế này? Quốc chủ xanh mặt mà nói, người ăn nói cái gì thế? Vương hậu và Phong Tính đều lại gần, Tạ Liên nói, người không cần quan tâm có ăn nói thế nào, bị bệnh vì sao không chịu nói sớm? Quốc chủ tức giận mà nói, ngươi đây là đang giáo huấn cô vương ư? Cho dù thế nào, cô vương nên nói cái gì, không nên nói cái gì cũng không cần ngươi đến dạy bảo. Thấy hắn nổi khùng, Tạ Liên không thể tin được mà nói, thật sự cao không thể nói đạo lý với người sao? Đến lúc này mà người còn cường điệu thân phận và quyền uy của mình. Quốc chủ giận dữ mới hét to, cút, cút ra ngoài mau. Vương hậu và Phong Tính vội vàng kéo Tạ Liên ra ngoài mà nói, hoàng nhi không nên như vậy, ngài ấy là phụ hoàng của con, lại còn bị bệnh, con nhường một chút đi. Đã chạy nạn lại còn mang bệnh, đã vướng tuyết lại còn thêm sương. Tạ Liên vùi mặt trong lòng bàn tay nói, phụ hậu, hai người tại sao không chịu nói sớm? Nói sớm một chút có thể đã không kéo dài thành cái chứng ho ra máu rồi. Người biết bệnh này khó trị đến nhường nào không? Phải nói với điều kiện kinh tế hiện tại của bọn họ là căn bản không có chữa được. Vương hậu có chút kinh hoảng, lại thương tâm. Chúng ta cũng không biết, lại sẽ nghiêm trọng như vậy. Phong Tính cũng nói, đúng vậy, hơn nữa lúc trước chúng ta đã phải trốn truy binh của Vĩnh An, sao có thể chậm trễ cho được. Tạ Liên từ từ nâng mặt lên, mở lời, bây giờ ta dẫn phụ hoàng đi tìm đại phu trong thành. Quốc chủ đang nằm trong phòng, cũng hô to, không cần thiết. Tạ Liên quay đầu lại, đang muốn nói một câu, bây giờ là do ta quyết định, lại nghe Phong Tính nói, điện hạ, nếu như đưa quốc chủ bệ hạ đến y quán trong thành, không tránh khỏi bị để ý. Nghe như vậy, động tác của Tạ Liên lập tức cứng lại. Vương hậu mới bảo, chúng ta cũng là vì sợ cái việc này, nên mấy ngày nay mới vẫn chưa có dám nói. Hoàng nhi, hay là ngươi trước tiên, nghĩ cách đem thuốc quay về. Ở nhà sau, quốc chủ lại ho kịch liệt, vương hậu vào chăm nom hắn. Tạ Liên sững sờ một lát, liền quay đầu đi ra ngoài. Phong Tính nói, điện hạ, huynh định làm gì? Tạ Liên cũng không có đáp, bắt đầu ở trong phòng lục tung tùng phèo. Phong Tính hỏi, huynh tìm cái gì? Y vẫn không có đáp, giây lát tự mình tìm lấy ra một cái thứ ở dưới đáy hòm. Đó là một cái thanh bảo kiếm tràn đầy nét cổ xưa. Phong Tính nhìn thấy mà nói, huynh lấy hồng kính ra làm gì? Trầm mặc một lát, Tạ Liên bảo, ta muốn bán nó. Phong Kính kinh hãi lập tức ngăn lại, không được. Tạ Liên cẩn thận đóng hòm lại. Nhiều thanh kiếm khác cũng đều đã đem đi bán hết cả rồi, cũng chẳng kém cái này. Dọc theo đường đi vì lộ phí qua cửa, xe ngựa với cái tiền chuẩn bị khi cần thiết, Tạ Liên đã đem bán hơn phân nửa số bảo kiếm của mình yêu thích trước kia. Hơn nữa bởi vì không thể đi hiệu cầm đồ lớn, nhiều người nhiều miệng, có khi còn bị bọn hương nhân tâm địa hắc ám phát hiện hành tung, đều phải nhịn đau quy ra cái tiền nhỏ ít ỏi. Phong Tính nói, không giống vậy, huynh không phải là rất thích thanh kiếm này sao? Bằng không vì sao trước đây huynh để nó dưới đáy hòm? Hơn nữa đây là thanh kiếm mà đế quân cho huynh, đem bán chẳng phải sẽ có chuyện xấu sao? Tạ Liên giọng có chút mệt mỏi mà nói, yêu thích đến mấy cũng không quan trọng bằng tính mạng, đi thôi đi thôi. Hai người cầm kiếm trong thành một đường đi thẳng, đều vô cùng ủ rũ. Đến hiệu cầm đồ, Tạ Liên dừng bước nhìn kỹ hồng kính ở trong tay. Phong Tính nhìn y mà nói, bằng không đừng làm như vậy nữa, chúng ta thử xem xét xem coi có biện pháp khác không. Tạ Liên lắc đầu bảo, không kịp nữa rồi, huống hồ cũng không biết có biện pháp nào khác hay không, nhưng nhất định phải lấy đủ tiền. Nếu như bọn họ đi trộm, đi cướp, đi lừa tiền, sẽ không có phàm nhân có thể ngăn cản được bọn họ. Hơn nữa, tiền đến còn nhanh hơn. Thế nhưng, bởi vì bọn họ tuân thủ quy tắc thiện ác của nhân loại, nghĩ cách kiếm tiền đàng hoàng tử tế mới có thể túng quẫn khó khăn đến như vậy. Quyết tâm, Tạ Liên nói. Nói là phải làm liền rồi, đi mua thuốc thôi. Nói thì nói, chứ chân vẫn chẳng nhích được một ly. Phong Tính biết y không nở, đây là bảo kiếm cuối cùng trên tay của y. Bảo, hay là xem lại tình hình một chút đi. Đúng lúc này, bên kia đầu đường diễn ra một màn ầm ĩ, lao ra ồn ào, có người hô to, thằng nào gây sự nữa, to gan quá cơ, bắt nó lại, bắt nó lại.
Hai người đều kinh ngạc, Tạ liền cảnh giác bước qua một bên. Ai? Phong Tính cũng rất cảnh giác, đi đến kiểm tra một hồi lâu, yên lòng trở về nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Việc không có liên quan đến chúng ta, không phải đến tìm chúng ta, cũng không phải là binh lính Vĩnh An. Tâm tình căng thẳng của Tạ Liên lúc này mới thoáng thả lỏng mà nói, vậy thì xảy ra cái chuyện gì vậy? Phong Tính mở miệng, không biết, hình như có mấy đầy tớ đánh nhau mà thôi, đi xem không? Tạ Liên gật đầu, đi, xem là ác bá nào. Hai người cùng tiến lên, chỉ thấy ở giữa đám đông có mấy người đang vật lộn. Người vây xem vỗ tay khen hay. Phong Tính vỗ vỗ lưng một người đứng ở bên đường vui mừng vỗ tay mà hỏi, huynh đệ, đã xảy ra cái chuyện gì? Người qua đường kia cười ha hả nói, ngươi không biết à, quá đặc sắc, người hầu kia đánh chủ nhân. Thế mà lại là chuyện như vậy, Tạ Liên không còn lời nào để nói, thắc mắc, lý do gì, vì sao lại khen hay? Người qua đường kia bảo, đương nhiên là phải khen hay rồi, tên chủ nhân này á nha, thật không phải là người mà. Người hầu này từ nhỏ đã theo gã, trung thành tuyệt đối, gã thế thì thế nào, cứ bóc lột đầy tôi, không cho bao nhiêu tiền công. Còn sai khiến người nọ làm trâu làm ngựa cho gã, người hầu này thật muốn nhịn cũng không có được, kìa kìa, các người nhìn xem, đang đánh nhau kìa. Quả nhiên, người đang đánh vừa chửi, cái gì mà, lão tử nhịn ngươi đã lâu rồi. Ngươi nhìn lại ngươi xem đã cho lão tử cái gì, nhà thì nghèo đến đói móc đói meo, còn cửa lên đầu lão tử làm mưa làm gió. Từ hôm nay trở đi, lão tử không còn là con chó canh nhà cho ngươi nữa. Vân vân và vân vân. Chủ nhân bị đánh ôm đầu gào khóc, mọi người vẫy tay kêu quá tuyệt. Tạ Liên nghe thấy trong lòng căng thẳng hơn, không biết vì sao lông tóc dựng đứng, không tự chủ được mà nhìn Phong Tính một cái. Phong Tính lại hoàn toàn không nhận ra cái sự khác thường của y. Nghe người ngoài nói tính nết của cái người chủ kia, thuận miệng bảo, thì ra là như vậy, vậy thì cái vị chủ nhân này cũng là quá kỳ cục rồi, không trách người hầu này lại phản bội. Lời nói của hắn là vô ý, nhưng trong lòng Tạ Liên lại loạn, nắm chặt hồng kính ở trong tay, đào đầu một phen, bán hồng kính đi, hai người cuối cùng cũng coi như là có tiền. Sau đó thì đi y quán tìm đại phu, mua mấy chục thang thuốc mang về. Dược liệu chữa bệnh ho ra máu rất đắt, mà số lượng cần thì rất lớn, không phải một thang hai thang hay chuyện một ngày hai ngày, bởi vậy đến việc tiếp theo phải làm thế nào cũng cần lưu ý. Buổi tối Phong Tính xé mấy bao ở bên ngoài phòng sắc thuốc, còn Tạ Liên thì lục tung hết mọi thứ trong phòng. Lục lọi một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy được một cái thắt lưng vàng rực rỡ mềm mại từ đáy hòm. Trước kia, Tạ Liên có bao nhiêu kiện đai lưng, nhưng kết cục cũng giống như mấy thanh bảo kiếm kia, đều bị đem đi bán. Chỉ còn dư lại một cái cuối cùng này, vốn định để lại làm kỷ niệm, nhưng trước mắt y quyết định dùng nó làm một chuyện. Vừa vặn Phong Tính dương mắt nhìn y hỏi, điện hạ, huynh cầm cái thắt lưng đó để làm cái gì? Không phải đến cái này mà huynh cũng muốn bán đó chứ? Tạ Liên thế mà lại gần, đưa đai lưng này cho hắn. Thấy thế Phong Tính lập tức trợn to hai mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra mà nói, huynh đưa cái này cho ta làm cái gì? Điện hạ, huynh vừa nãy đóng hòm, không có nhốt luôn cái đầu óc ở trong đó đó chứ? Tạ Liên lúc này mới nhớ tới, ở trên thiên đình, đưa kim đai lưng còn có một ý nghĩa đặc thù khác. Cho nên mặt liền đen lại mà nói, đệ nghĩ nhiều rồi, ta hoàn toàn không có ý này. Đệ cứ coi nó như là vàng bình thường đi, nhận lấy là được. Nói xong liền đưa qua. Phong Tính mang kim đai lưng ở trên cổ, trợn mắt mà hỏi, không phải, huynh cũng nên nói cho ta biết vì sao đột nhiên đưa vàng cho ta. Tạ Liên nói, để xem như là bổng lộc bù cho cái khoảng thời gian thiếu nợ ngươi đi. Phong Tính buồn bực mà nói, không phải ý đó, hôm nay huynh làm sao vậy, lúc này lại cho ta bổng lộc gì nữa, thay vì cho ta còn không bằng huynh đi mua thêm mấy thang thuốc cho quốc chủ bệ hạ. Không mua cũng được, huynh cứ giữ lại, đây là đồ vật mà chỉ thần quan mới có. Nghe hắn nói đến thuốc, Tạ Liên quay đầu nhìn lại vào trong phòng. Quốc chủ cùng vương hậu vẫn đang nghỉ ngơi, giây lát sau y nói, thuốc thì ta sẽ từ từ nghĩ cách, còn cái này đệ cứ nhận lấy đi. Y kiên trì muốn cho, Phong Tính không rõ vì sao lại cảm thấy là buồn cười, nhún vai một cái. Cúi xuống nhặt cái thanh quạt cối rách nát từ dưới đất lên, tiếp tục quạt lửa sắc thuốc. Vậy được, ta tạm thời giữ giùm huynh, khi nào huynh muốn lấy lại thì cứ tìm ta. Tạ Liên lắc lắc đầu mà nói, không cần đâu, đệ dùng nó như thế nào mà chẳng được. Bán hồng kính, trong tay dư giả được một chút, bọn họ cuối cùng cũng được ăn một chút quả ngọt.
Nhìn thấy tay nghề kinh người của mẫu hậu, Tạ Liên lời nói uyển chuyển nhẹ nhàng, khuyên mẫu hậu cứ đi chăm phụ thân đi, tuyệt đối đừng có xuống bếp nữa, để tự bản thân động thủ sự nguyên liệu. Tuy rằng y cũng không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng cho dù chưa ăn giò heo thì cũng từng thấy giò heo đi rồi. Làm ít đồ cũng miễn cưỡng mà nuốt được, lúc này mới cứu mọi người thoát khỏi cái cảnh khổ ăn uống. Sau cái ngày cùng quốc chủ tranh chấp ấy, trong lòng Tạ Liên cực kỳ rất là hối hận, chẳng biết là phải nhìn mặt của phụ thân như thế nào. Chỉ có thể tận lực yên lặng mà chăm sóc. Chứng bệnh ho ra máu không thể là gặp lạnh được, y liền mua thêm cho phụ thân một chút chăn nệm, lò sưởi, bếp than. Truy binh của Vĩnh An đối với hoàng tộc Tiên Lạc Lưu Vong rất là căng thẳng. Không bao lâu sau, tòa thành này cũng bị quản chế nghiêm ngặt, không dễ dàng gì mới được yên ổn, nên không thể rời đi lần hai.